Dạ câu số 1. Thưa bác, người nối tiếp dòng Thiền Tông ở ngoài chùa Thiền Tông Tân Diệu chỉ cần có 3 chữ là tâm, tài, lực. Tại sao không có ai nối tiếp được? Tuy có ba chữ tâm, tài, lực nhưng mà nó cực kỳ khó. Trước mắt chữ tâm là người ta hỏi cái gì con phải hiểu hết. Ai có khả năng vừa hỏi câu gì trả lời con đó gọi là cái tâm, tâm sáng. Rồi bây giờ cái tâm con á, theo cái Thiền Tông này con có mánh mùng không? Chỉ còn hơi tham một chút xíu thôi cũng không được, hơi tham thôi. Thì tôi thấy cái tâm mình nó vừa sáng mà kêu bằng, nói đúng là một cái con người hiện giờ thế gian này mà hoàn chỉnh cái tâm hoàn toàn không ai ai hoàn chỉnh được. Mà hoàn toàn ít ra cũng phải có tham hoặc có tham vọng gì tùm lum đâu. Cái tham này hoàn toàn không khó, khó đâu. Khó mà tiếp nối dòng Thiền Tông. Mà muốn chứng minh cái này là tôi từ khi mà tôi công bố này tôi rất nhiều người nhưng mà tôi chưa thấy ai đạt được cái mục đích này hết. Rồi đó là chữ tâm á. Rồi còn chữ tài. Tài là tiền tài và cái tài ăn nói của mình á. Bây giờ thứ mắt là cái tài ấy, không? Con có thể cất nổi một cái chùa không? Tiền cất nổi cái chùa không? Thôi chùa nhỏ chùa lớn thì mà con phải cất được và đồng thời xin phép chính quyền hoạt động theo cái Thiền Tông này. Bây giờ cái chùa gốc của Thiền Tông mà con muốn dẹp thì hưởng chứ làm sao cái chùa phó ấy. Chùa phó Thiền Tông mà ra nổi, không ra nổi đâu. Nghe không? Đó cái tài. Nội mà cái xin phép chính quyền, tôi thấy chưa, tôi đã nói nhiều người đã xin để mà cất được cái chùa Thân Diệu, cái chùa Thiền Tông thứ hai thôi, sau Thân Diệu hoàn toàn không có. Từ Bắc với Nam tôi biết là bao nhiêu người trình là tôi không được. Bây giờ nếu để chính quyền cho phép đi, rồi bắt đầu tôi sẽ tính tới cái chuyện mà tôi truyền cho. Không có. Rồi chữ lực nè. Cái chữ lực này tuy là nó đơn giản vậy chứ sự thật á, tôi thấy vô đây mà người ta chửi nhiều nhất. Mới giờ đá động chút xíu nó cũng chửi sùm rồi đó. Nó cũng trù đủ thứ. Thì cái tâm tài lực làm sao khó đó. Bây giờ thứ nhất cất cái chùa không phải dễ đâu. Chùa mà bây giờ còn suy nghĩ không lấy ai một đồng nào mà cất cái chùa. Mà xin phép cái chùa và xin phép không được. Cái chùa Tân Diệu mà còn muốn dẹp mà huống chi cái chùa kế tiếp làm sao ai cho. Thấy không? Vì thế mà tôi tuyên bố rằng cái Thiền Tông mà đi ra ngoài không cách nào ra được hết. Mà bây giờ chỉ có nước mà nối tại cái chùa này, khi tôi mất ra thì anh em ở đây thay phiên nhau nối tiếp được. Bởi vì đây là cái gốc của nó có sẵn rồi. Nó không có cần khó nữa. Bây giờ nhà nước cũng phải bắt buộc phải cho rồi. Bây giờ tôi hoạt động nay kìa, sáu mấy năm rồi không lẽ không cho. Thấy không? Thì cái nối tại đây thì dễ, mà cái nối ra ngoài tôi bảo đảm hoàn toàn không thể ấy được, không thể ai cho được hết rồi.